Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 10, bộ sách Cánh Diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở chủ đề đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 10 mang tên Thần thoại và sử thi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội. Ở video trước, các em đã nắm được về các định hướng cho bài viết. Trong video này, chúng ta sẽ bước vào phần 2, đó chính là phần thực hành. Trong phần thực hành, chúng ta sẽ tham khảo hai đề sau đây. Đề 1, đó là suy nghĩ về những tấm gương vượt lên số phận của chính mình. Và đề 2, từ các đoạn trích được học, Heracles đi tìm táo vàng và chiến thắng Mertau Mersey, viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống. Đối với đề 1, sách giáo khoa đã hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết. Các em có thể tham khảo để nắm được cách làm. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề số 2. Vậy các em hãy cho cô biết, đề bài số 2 thuộc kiểu đề nào của bài nghị luận về một vấn đề xã hội? Rất chính xác, đề này thuộc kiểu đề phát biểu, trao đổi về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học. Vậy nên khi triển khai sẽ có một số điểm khác so với đề 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần A, đó là phần chuẩn bị. Để chuẩn bị tốt nhất cho bài làm, thì chúng ta cần đọc kỹ đề bài và xác định các yêu cầu của đề. Về nội dung, các em cần nêu lên suy nghĩ về sức mạnh ý chí con người trong cuộc sống, nêu lên những quan điểm, cách nhìn nhận của bản thân em về vấn đề này. Về thao tác nghị luận như giải thích, phân tích, chứng minh hay bình luận thì chúng ta cần xác định xem bài sẽ sử dụng chủ yếu thao tác nào hoặc kết hợp các thao tác với nhau. Về phạm vi dẫn chứng thì có thể lấy dẫn chứng từ những con người và sự việc trong đời sống, từ các tác phẩm văn học hay những tấm gương từ sách, báo và phương tiện thông tin đại chúng, miễn là dẫn chứng cụ thể, chính xác, đáng tin cậy và phù hợp với vấn đề nghị luận. Sau khi đã nắm được những điều cần chuẩn bị cho bài viết thì chúng ta sẽ bước sang phần B, đó là tìm ý và lập dàn ý. Để tìm ý cho bài viết, chúng ta cần đặt và trả lời một số câu hỏi. Vì đây là dạng bài nghị luận phát biểu, trao đổi về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, cho nên câu hỏi đầu tiên chúng ta cần đặt ra đó là sức mạnh ý chí của hai nhân vật Heracles và Damson đã được bộc lộ qua những chi tiết nào trong văn bản. Sau đó, chúng ta cần trả lời câu hỏi, thế nào là sức mạnh ý chí con người? Tiếp đó là câu hỏi, sức mạnh ý chí có ý nghĩa như thế nào với con người trong cuộc sống? Sau đó, câu hỏi cần đặt ra và được trả lời là câu, sức mạnh của ý chí đối với cuộc sống con người được thể hiện cụ thể như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng là, có thể rút ra những bài học gì từ những tấm gương giàu ý chí ấy? Sau khi đã xác lập được hệ thống ý, chúng ta sẽ tiếp tục triển khai nó thành dàn ý cho bài viết. Lập dàn ý, chúng ta cần lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần. Đầu tiên, với phần mở bài, các em hãy xác định giúp cô những nội dung nào chúng ta cần đưa vào. Rất chính xác, với dạng đề phát biểu, trao đổi về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học, thì ở mở bài, chúng ta cần dẫn dắt, giới thiệu cả hai tác phẩm và các nhân vật thể hiện cho nội dung nghị luận, sau đó mới đến dẫn dắt và giới thiệu về vấn đề cần bàn luận là sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống. Sau khi đã có được mở bài thì chúng ta sẽ đến với phần 2, phần thân bài. Ở phần thân bài, chúng ta lần lượt triển khai vấn đề nêu ở mở bài theo một trình tự nhất định. Đầu tiên, trình bày những biểu hiện của sức mạnh ý chí ở hai nhân vật Heracles và Damson trong hai đoạn trích học. Vậy các em hãy cho cô biết, những biểu hiện của sức mạnh ý chí đã được thể hiện qua chi tiết nào ở nhân vật trong hai đoạn trích này? Sau khi đã đúc kết được những chi tiết bộc lộ sức mạnh ý chí ở hai nhân vật, các em sẽ tiếp tục đi giải thích thế nào là sức mạnh ý chí con người.
Vậy các em hãy cho cô biết sức mạnh ý chí con người là gì? Sức mạnh ý chí con người là tinh thần, khả năng, năng lực vượt qua thử thách để thực hiện mục tiêu trong cuộc sống của mình, không khuất phục khó khăn, gian khổ. Sau khi đã giải thích được, chúng ta sẽ tiếp tục nêu lên những biểu hiện cụ thể của sức mạnh ý chí đối với cuộc sống con người. Biểu hiện cụ thể có thể kể tới là không nản lòng khi gặp thất bại, biết rút ra kinh nghiệm từ thất bại để tiếp tục đi lên. Người có ý chí biết được bản thân mình muốn gì, sống có ước mơ, biết đặt ra mục tiêu và cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đó, hoặc kiên trì, nhẫn nại với công việc mình đang làm, thắng không kiêu, thua không nản, và có kế hoạch học tập, làm việc cụ thể, tích cực rèn luyện, trau dồi bản thân. Sau bước giải thích, chúng ta tiếp tục đi lý giải ý nghĩa của sức mạnh ý chí đối với con người trong cuộc sống, hay nói cách khác, đó là trả lời cho câu hỏi ý chí mạnh mẽ đã tác động tích cực như thế nào đến cuộc sống con người. Đây là một phần vô cùng quan trọng trong bài viết của chúng ta, là phần mà các em trực tiếp bộc lộ những quan điểm, những cách nhìn nhận, suy nghĩ, đánh giá của mình về vấn đề này. Ở đây thì cô sẽ đưa ra một số gợi ý về cách lý giải như sau. Trước hết thì ý nghĩa của sức mạnh ý chí, nó là động lực sống, cổ vũ tinh thần, giúp bạn có thể đứng lên, vượt qua những thử thách khó khăn. Tiếp đến, nó giúp con người phát huy sức mạnh đến mức độ phi thường và chúng được biểu hiện dựa vào hai hình thức, đó là cả suy nghĩ bên trong cùng với hành động bên ngoài. Và thứ ba thì sức mạnh ý chí góp phần giúp con người đối kháng lại những áp lực đến từ xã hội bên ngoài, đồng thời kiềm chế bên trong, không để cho những ham muốn tiêu cực làm xấu đi bản chất tốt đẹp của một con người. Đây chính là một số luận cứ chúng ta có thể đưa ra để lý giải được ý nghĩa của sức mạnh ý chí đối với con người trong cuộc sống. Và sau khi đã chỉ ra được những điều lý giải này, tiếp theo chúng ta sẽ đi chứng minh. Ở phần chứng minh, các em cần nêu lên và phân tích được các ví dụ trong cuộc sống và trong văn học về sức mạnh của ý chí đối với con người. Vậy các em hãy tìm cho cô một số dẫn chứng phù hợp cho bài viết này nhé. Sau khi đã nêu được các dẫn chứng xác đáng và phù hợp cho bài viết, chúng ta sẽ đến với phần bình luận. Ở phần bình luận, các em một lần nữa đề cao, khẳng định vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống và phê phán những biểu hiện thiếu ý chí nghị lực như nản chí, ngại khó hay yếu đuối. Sau đó, liên hệ và nêu lên phương hướng rèn luyện bản thân để có sức mạnh ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Và phần này cũng đã kết thúc cho phần thân bài. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với phần kết bài. Trong kết bài, các em khẳng định và đánh giá khái quát lại vấn đề đã bàn luận là sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống. Vậy là vừa rồi, các em đã cùng cô đi tìm hiểu dàn ý chi tiết cho đề bài số 2. Sau phần lập dàn ý, chúng ta cần biến dàn ý ấy thành bài viết của mình. Và trong phần viết thì các em cần lưu ý một số điều như sau. Đó là dựa vào dàn ý đã lập để viết bài văn. Nghĩa là bài viết của chúng ta cần bám sát theo dàn ý đã lập. Không nên lập dàn ý một đằng rồi khi viết thì các em lại viết khác so với dàn ý đã tạo lập. Và cần chú ý là bài viết đủ 3 phần. Mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài và kết bài các em có thể viết theo cách trực tiếp, không cần phải viết mở bài gián tiếp hoặc kết bài mở rộng, thế nhưng bao giờ cũng phải đảm bảo được bố cục 3 phần cho bài viết để tránh mất điểm. Và các luận điểm trong phần thân bài cần làm rõ cho vấn đề đã nêu ở mở bài là sức mạnh ý chí đối với cuộc sống con người. Các ví dụ hay bằng chứng phải đúng, tiêu biểu và phong phú, lập luận cần chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết đối với vấn đề nghị luận. Và sau khi viết, chúng ta cũng không nên vội vàng nộp bài ngay mà bao giờ cũng cần kiểm tra và chỉnh sửa. Ở phần này, các em hãy đọc lại bài văn đã viết và đối chiếu với mục 1 định hướng đã được đi tìm hiểu trong video trước cũng như đã được trình bày rất cụ thể trong sách giáo khoa và dàn ý đã tạo lập để phát hiện
và sửa lỗi theo yêu cầu ở trong bảng sau. Các em hãy đọc thật kỹ bảng này và xem bài viết của mình có còn thiếu sót hay chưa chính xác ở đâu không và sửa lại kịp thời trước khi nộp. Cô hy vọng qua video này, các em đã nắm được cách viết cho đề bài. Từ các đoạn trích được học, Heracles đi tìm táo vàng và chiến thắng mờ tao mờ xây, viết bài văn nghị luận bàn về sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống nói riêng và các bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội nói chung. Video ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.